Chỉ cần biết 3 điều này thôi là bạn đã trở thành một chuyên gia vận động giáo dục thể chất, một chuyên gia dinh dưỡng cho bản thân của mình. 3 điều thôi nhé. Điều thứ nhất, đó là các bạn phải biết được rằng mình thuộc nhóm giới tính gì. Người Việt chúng ta chỉ có 2 giới tính thôi, đó là nam giới và nữ giới, đúng không ạ? Trong chứng minh thư của chúng ta chỉ ghi như vậy thôi. Nhưng thực tế thì khác hoàn toàn. Có rất nhiều người mang trên mình là cơ thể của nữ giới nhưng lại hoàn toàn là nam giới, đúng không ạ? Thậm chí là không thể tương tác tình cảm, tình dục được với người khác giới, mà chính xác là đồng giới, đúng không ạ? Thì cái điều này không phải ai cũng biết nhé. Nhưng nó chỉ biết khi mà thật rõ ràng. Có nghĩa là chúng ta phải biết khi mà rất là rõ ràng rồi. Ví dụ như là có một cái biểu hiện gì đó rất dễ dàng, nhưng hầu hết mọi người đều ở trong cái trạng thái là mập mờ. Có nghĩa là 30% thì là nữ giới nhưng 70% là nam giới, không rõ ràng. Và cái điều đó đấy, ngược lại đối với nữ giới và nam giới, cũng như là rất nhiều người không hiểu mình thuộc nhóm giới tính nào. Thành ra các bạn không hiểu gì cả về bản thân của mình, đúng không ạ? Cái điều thứ hai vô cùng quan trọng không hề kém cái việc mà mình phát hiện ra giới tính của mình, đó là các bạn phải biết được mình đang thuộc cơ địa nào, cơ địa nhé, hoặc là cơ tạng nào. Rất nhiều người nói chuyện rất là vui nè, cơ tạng của tôi nó như vậy, trao đổi chất rất là nhanh, tôi ăn ít cũng rất là béo, ăn ít thậm chí chẳng ăn gì cũng béo, rất là phi lý, vô lý nữa là khác. Các bạn chỉ hiểu rằng là có cái sự đó, có cái việc đó tồn tại trong xã hội, trong đời sống. Các bạn chỉ lờ mờ hiểu là có cái việc đó, có cái sự vật, sự việc và có cái điều đó tồn tại trong cuộc sống, nhưng không rõ ràng, không biết nó là cái gì cả, vẫn là lờ mờ, đúng không? Thì các bạn chỉ cần tra Google thôi, hoặc tương tác với Kim Toàn sẽ nói rõ ràng cái cơ địa, cơ tạng của các bạn, đúng không? Và cái điều cuối cùng, cực kỳ quan trọng, nó sẽ là vận hành toàn bộ sức khỏe của cả cuộc đời các bạn. Đó chính là các bạn phải biết được rằng mình có bao nhiêu loại sức khỏe, chứ không phải là mọi người đều có mặc định rằng là tôi khỏe. Khỏe có nghĩa là các bạn chỉ có một loại sức khỏe thôi nhé. Chúng ta có tới 5 loại sức khỏe: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, độ dẻo dai và sự linh hoạt. 5 loại nhé. Và 5 loại đó có thay đổi theo cái chu kỳ sinh học của chúng ta, thay đổi theo độ tuổi của chúng ta, thay đổi theo cái sức khỏe hiện tại của chúng ta, thay đổi theo cái bệnh lý chúng ta đang có. Ví dụ, nam giới thì mặc định có sức khỏe, nhưng nữ giới đấy lại mặc định có độ dẻo dai, đúng không ạ? Và nam giới thì rất là ngại tập những cái môn dẻo, đặc biệt là những cái môn yoga. Và thực tế chứng minh là nữ giới tập yoga cực kỳ nhiều và nam giới tập rất là ít, đúng không ạ? Các bạn quên mất điều rằng là chúng ta có tới 5 loại sức khỏe trong người. Tại sao chúng ta không kích hoạt 5 loại đó tiềm ẩn trong cơ thể của chúng ta, giúp chúng ta khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn, sống lâu hơn, nhanh khỏi bệnh hơn, đúng không? Tránh cái trường hợp là chúng ta làm sao ạ? Kiệt nực một loại sức khỏe. Và thực tế chứng minh rằng ấy, đại đa số nam giới là làm sao ạ? Kiệt sức khỏe ở độ tuổi trên dưới 40 và kiệt gần như hoàn toàn ở độ tuổi làm sao ạ? Trên dưới 50, gần như mất hết, không còn bao nhiêu cả. Lúc đó chúng ta chỉ làm sao ạ? Duy trì cái trạng thái sức khỏe của mình ở mức độ tối ưu nhất có thể thôi. Còn những cái loại chúng ta đang có là mất hết rồi. Trước đây tầm 25-30 tuổi chúng ta có thể đẩy một cái tạ nặng tầm khoảng 70-80kg là chuyện bình thường, đúng không? Nhưng bây giờ có khi chỉ đẩy 20kg là bẹp rồi, có nghĩa là sức khỏe mất hết rồi, đúng không ạ? Thì các bạn cần phải bù đắp thêm vào đó những cái loại sức khỏe khác: sức nhanh, sức bền, độ dẻo dai và sự linh hoạt. Tất cả những cái loại sức khỏe đó đều có giá trị riêng, và những giá trị đó liên tục được Kim Toàn chia sẻ liên tục trong các cái liệu trình giải pháp khác nhau. Và cái điều này sẽ vô cùng tuyệt vời hơn nữa nếu như các bạn có thể chia sẻ được với những cái người mà đã đang muốn tìm kiếm cái điều này. Rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần làm sao ạ? Chia sẻ điều đó giống như Kim Toàn đang chia sẻ với các bạn đấy ạ. Rất là cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái liệu trình, những cái điều giải pháp khác nhau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.